Ngày 22, Đức Mẹ Narmi, Ý. Lòng sùng kính Đức Maria đã có từ những năm sơ khởi trong đời sống giáo hội. Lòng tôn sùng và yêu mến của các thánh đối với Đức Maria là biểu hiện của tình yêu dành cho con mẹ tràn đầy trong tâm hồn các ngài. Và trong giáo hội vẫn luôn luôn như vậy. Lòng sùng kính Đức Maria đưa chúng ta đến gần hơn với Chúa Kitô. Đức Maria là mẫu gương cho đời sống Kitô hữu. Cuộc sống của mẹ không dễ dàng chút nào. Mẹ đã sống trong đức tin và sự kiên trung. Toàn bộ cuộc sống của mẹ là một lời đáp ứng tiếng gọi của Thiên Chúa. Mẹ phản ảnh lời đáp ứng mà toàn thể giáo hội được mời gọi hãy thực hiện. Dù vậy, thật sai lầm khi không nhìn nhận Đức Maria cũng phải bước đi trên một con đường tương tự như chúng ta. Đức Maria được đặc ân cá biệt làm mẹ Thiên Chúa nhập thể. Nhưng điều này không miễn trước cho mẹ khỏi phải nỗ lực và kiếm tìm thánh ý Chúa. Đức Maria cảm thông những nỗ lực của chúng ta. Mẹ cầu nguyện với chúng ta và cho chúng ta. Chớ gì lời kinh kính mừng hôm nay hãy ở trên môi miệng và con tim của chúng ta. Lạy trái tim vô nhiễm mẹ Maria, xin cầu cho chúng con. Đức ông Peter Cullen.